Rồi, xin chào các bạn. Hiện nay tôi đang đi bộ ở trên vỉa hè của phố Đinh Tiên Hoàng ở bờ Hồ Hoàn Kiếm. Thì hôm nay tôi có nghe được một số cái thông tin ở trên báo là ở đây sắp sửa diễn ra một cái triển lãm về ảnh với cái chủ đề là đất nước con người ASEAN. Thì theo lịch là dự kiến là vào chiều ngày thứ bảy mùng 5 tháng 8 năm 2017 là sẽ diễn ra cái triển lãm này. Thì hôm nay tôi ghé qua đây tại vườn hoa Lý Thái Tổ để xem là ban tổ chức họ đã chuẩn bị được những gì và mọi người đã đón nhận thông tin này như thế nào, xem ở đây đã mọi người đã đến đây và xem cái sự chuẩn bị của ban tổ chức đến đâu. Và bây giờ thì tôi đã đứng ở trước vườn hoa Lý Thái Tổ rồi, đây phía trước tượng đài. Ban tổ chức cũng đã trưng bày ở đây những cái giá để những bức ảnh của rất là nhiều nước trong khối ASEAN, có 10 nước trong ASEAN và cũng có rất là nhiều người đến đây rồi. Đây chính là những bức ảnh của Brunei. Và hiện nay thì có các du khách của cả trong và ngoài nước cũng đã tập trung ở đây. Vâng, đây một bác đang chụp lại bức ảnh. Vâng, cái thời gian chính thức diễn ra cái lễ khai mạc này là vào ngày mùng 5 tháng 8. Khoảng thời gian từ khoảng 16:30 thì sẽ diễn ra cái lễ khai mạc này. Và đây là quang cảnh trước cái buổi lễ khai mạc. Đây là vào chiều thứ năm. Và hai bên của vườn hoa Lý Thái Tổ này cũng để rất là nhiều các cái bức tranh, bức ảnh đẹp. Đây là những bức ảnh tới từ Philippines. Và các cụ đang selfie đây, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì những bức ảnh này đều là những cái bức ảnh đã từng được đoạt giải và mang tới đây để dự thi cái triển lãm này. Và theo như là thông tin tôi biết được thì là triển lãm này sẽ chọn ra những cái bức ảnh xuất sắc nhất của 10 nước và sẽ trao giải đồng hạng cho 10 bức ảnh xuất sắc nhất. Đây là lễ rước rồng. Đây là hình ảnh về hình khí cầu, toàn ảnh đẹp thôi. Và có vẻ như là rất là nhiều người cũng hào hứng với cái thông tin này, cho nên là họ đã đến đây từ rất sớm. Mọi sinh hoạt vào buổi chiều thường ngày của những hộ dân ở nơi đây như các hoạt động về thể dục, thể thao thì cũng đã được lui ra phía sau tượng đài rồi để nhường chỗ cho ban tổ chức chuẩn bị cái buổi triển lãm này. Thì bình thường ở đằng phía trước sân của tượng đài Lý Thái Tổ thì cũng có rất nhiều người tới đây để vui chơi và tập thể dục. Đây tôi thử đi ra phía đằng sau của tượng đài để các bạn có thể trông thấy rõ là mọi hoạt động thường ngày ở phía trước sân và phía sau sân bây giờ đã được lui hết ra sang phía đằng phía sau của tượng đài rồi. Ở đây là một sân mọi người đang đá bóng.
phía đằng xa kia dường như là có các em nhỏ đang tập trống, có lẽ là chuẩn bị cho lễ Trung thu chăng. Thử qua đấy xem các em tập như thế nào. Vâng, tuy nhỏ tuổi nhưng mà rất là khéo tay. Đồ nghề ở đây chỉ có trống và chiêng thôi. Đánh trống rất là khéo léo. Bây giờ mình thử đi ra phía đằng này để xem là cái sân bên này là họ đang chơi đá cầu, có hai sân. Ở đây toàn những cầu thủ, các cầu thủ đá rất là giỏi, hàng ngày vẫn luyện tập ở đây. Một sân thì đá đơn và một sân thì đá đôi. Ngoài mất rồi. Còn đây là các em nhỏ đang vui chơi với những xe điện, xe ô tô điều khiển từ xa. Đây là một em nhỏ đang tập võ. Vâng, trẻ em nước ngoài sang bên này chơi cũng rất thích thú với những trò chơi ở vườn hoa Lý Thái Tổ này. Còn bây giờ mình thử quay lại khu triển lãm kia. Có lẽ bây giờ đã đông đúc người hơn và mình sẽ đi một vòng để xem kỹ hơn những cái bức ảnh được trưng bày ở đây. Ở đây toàn những cái tác phẩm phải nói là tuyệt vời thôi. Có lẽ ban tổ chức cũng sẽ rất là khó khăn để có thể lựa chọn ra được bức ảnh nào là thực sự đẹp để lựa chọn vào đoạt giải. Bây giờ mình thử đi lên đây xem. Trên chỗ này là một nhóm người cao tuổi đang tập cái gì như thể là tập dưỡng sinh vậy. Tôi không biết cái môn này. Đây, phía này là phía đằng trước của tượng đài thì mọi người đã tập trung ở sảnh này, ở sân này rất là đông rồi. Tôi sẽ đi một vòng để xem là từng cái bức ảnh này nó tuyệt vời như thế nào. Rất nhiều ảnh đẹp. Toàn những tác phẩm của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đây, mình sẽ bắt đầu đi từ bên này. Một bức ảnh mà còn cookie thôi. Đây là bức ảnh về bắn pháo hoa. Đây, bức ảnh này quá ấn tượng. Đây là bức ảnh đây, lễ khai mạc triển lãm ảnh đất nước con người ASEAN. Like every time you pass by, something just feels
đây, bức ảnh này là bức ảnh của Malaysia. Anh nhìn quốc kỳ đúng là Malaysia rồi. Bắn pháo hoa. Ở đây có cái bức ảnh này nhìn rất là ấn tượng. Một người đàn ông đang trong cái lễ hội đua bò. Vâng, ở một cái tư thế phải nói là nhìn rất là đẹp. Có lẽ nhiếp ảnh gia chụp được cái bức ảnh này rất là đắt giá. Ở đất nước Malaysia có lẽ là có những các cái lễ hội cũng tuyệt vời không kém gì ở Việt Nam. Đây, bức ảnh này đạt cúp ảnh ASEAN. Rất đẹp, bây giờ mình sẽ đi lần lượt để xem những cái bức ảnh này nó như thế nào. Đây đúng là những cái tác phẩm của những nhiếp ảnh gia đại tài. Những khoảnh khắc phải nói là rất đắt. Ánh sáng đẹp, cảnh đẹp. Đây có vẻ là một bến thuyền rất là đông đúc. Còn đây chắc là lễ hội té nước của Campuchia chăng? Khoảnh khắc được ghi vào trong những cái bức ảnh này có lẽ không tái hiện lần thứ hai. Đây là chính là những cái bức ảnh của đất nước Myanmar. Vâng, đây là bức ảnh những em nhỏ đang chơi đùa. Đây, thác nước này đẹp làm sao. Đây là hình mọi người đang tập trung ở trước cái con voi khí cầu. Đây chính là hình ảnh đi lấy nước của những người dân. Kiến trúc ở bên đất nước Myanmar cũng rất là đẹp. Mình thử vòng sang bên này xem sao. Một em nhỏ chèo thuyền. Đây sử dụng trâu để làm phương tiện đi lại. Đây là ảnh về thợ làm diều. Những con diều rất là đẹp, tuyệt vời. Đây là tòa tháp đôi nổi tiếng. Quá đẹp luôn. Những tác phẩm của Malaysia. Cùng nhau đi xem qua một vòng. Ở đây người ta đã trưng bày những cái bức ảnh rất là tuyệt vời. Đây mới chính là lễ hội té nước của Campuchia này. À, của Lào, xin lỗi các bạn. Của Lào.
những bức ảnh của đất nước Lào. Ở hai phía của vườn hoa này là hai hàng giá đỡ ảnh, trưng bày những bức ảnh của tất cả các nước ASEAN. Toàn những ảnh tuyệt vời thôi. Các bạn hãy sắp xếp thời gian để đến dự cái lễ khai mạc của triển lãm này vào 16:30 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2017 ở tại vườn hoa Lý Thái Tổ bờ hồ Hoàn Kiếm. Góc này đang là trưng bày những cái tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Đây là lời giới thiệu nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Từ năm 1967 đến năm 2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh đất nước con người ASEAN. Thì bên này là một vài cái lời giới thiệu để cho du khách đến đây nắm được. Đây là những tác phẩm của Việt Nam, một lễ hội đua voi. Ruộng bậc thang luôn là những cái hình ảnh mà thu hút ánh nhìn của du khách nước ngoài đối với Việt Nam. Còn đây là những hình ảnh mà những chiếc xe đạp chở những cái vật liệu bằng thủ công, mây che đan.